Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Lego Việt Nam TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Roblox. Và lần này sẽ là Poppy Playtime nha mọi người. Ok, tôi sẽ chơi một người thôi nha. Người là chỉ có mình thôi, nhưng mà thì leo tôi vô trước nha bạn. Tôi vô trước, bạn bị xèo. Đợi chút nha mọi người, nó đang chạy. Ơi, hello. Ok, chạy xong rồi. Chapter 1. Chapter 1. Okay. Có tiếng rồi. Tôi còn chẳng biết đọc luôn á. A flower is and the mở màn hình rồi, mở camera. Ok, hãy mở fin the flower. Ô, sao chuyển màu đỏ rồi, hơi mới ngồi. Ô, mình đang ở trong công ty sản xuất đồ chơi của Pop, vì Poppy Playtime nè. Giống easy game luôn, chỉ có điều đây là trong Roblox thôi à. Ok, chúng không cần chờ gì nữa thì chúng ta sẽ, mình nghĩ là mình cần chìa khóa ở đây. Mình chơi rồi nhưng mà mình lâu quá rồi mình chưa chơi lại nên hay quên đấy. Mình chơi rồi nha, nhưng mà mình chơi lại lâu quá rồi mình chưa chơi lại cho nên ôn. Ok, mình vẫn nhớ chỗ này. Yeah, mình có chìa khóa rồi. Rồi cánh tay hô hấp ghi dài vết cả lết. Để tăng sáng lên một chút nha. Ok, đã thấy rõ rồi. Nhưng mà sẽ mở cánh cửa này ra đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo mình làm gì vậy? Mình không quá rồi, mình quên rồi. Hình như mình nhớ nó có cái gì ở đây. Ô, cái cờ lê xà ben. Cái xà ben lâu quá rồi chưa chơi cho nên quên thôi. Hơi bắt cua. Ô, hiểu. Tôi nhớ cái chỗ này. Rồi cứ mày bùm đó, tôi nhớ chỗ này mà. Ok, chúng mình sẽ lấy mật khẩu ở đây nè. New chúng mà mật khẩu 6728. Ok, 6728. Ok, 6728. 6728. 6728. 6 nè. 7 nè, 2 nè, 8 nè, đúng rồi. Lấy bàn tay màu xanh luôn. Yeah, tôi đã có bàn tay màu xanh. Đó, mọi người thấy bàn tay màu xanh chưa? Wee! Đúng là Poppy Playtime. Một trò chơi kinh dị. Nhưng mà lần này tôi chơi trong Roblox. Tôi sợ rồi. Không sao, chứ còn có mọi người, chỉ cần mọi người đăng ký kênh YouTube của tôi là tôi bớt sợ liền thôi à. Đây là con hút ghi, nè. Tôi nhớ là mấy anh YouTube hay làm này nè. Làm này, này. Rồi thì tắt điện. Nhưng mà lấy cái chìa khóa bùm. Nhưng mà mở cái chỗ mà sửa điện này. Đúng không? Đúng rồi. Chút cái lại. Ô, tôi nhớ chỗ này nè. Hình như ô, hiểu. Một. Đây là trong Roblox nha mọi người, không phải thật đâu. Không phải là Poppy Playtime thật nhưng mà nó cũng giống thôi à. Nó cũng hơi giống. Mình sẽ xem nào. Ok, cái này nữa nè. Oh yeah. Những tựa game Roblox đã chết. Wee bum. Bum liền. À, cái màu đỏ ở đây. Thôi tôi sợ khi chơi một mình lắm nha. Nhát ga mà còn cũng dám chơi.
Tôi chơi với mọi người thôi à. Tôi chơi thì mọi người thôi nha. Không phải giao cái gì đâu. Tôi chơi giao mọi người muốn. Mọi người giao mọi người thôi. Tôi muốn làm video cho mọi người xem thì phải thế thôi. Ok, tôi nhớ cái đoạn này. Nào, hút ghi, ghi bị mất. Rồi chúng ta sẽ đặt bằng tay màu xanh ở đây. Có cái chỗ bằng tay màu đỏ nè. Nó bị hư rồi. Vậy thì mở được bằng tay màu xanh thôi à. Cánh cửa mở ra rồi. Mà thấy gì kia? Ồ, nó kìa. Đi mẹ luôn rồi. Để cái đàn này rồi. Whee, bùm, xuống đây. Ok, mọi người nhớ nếu điều này cho tôi khi chơi đây này nha. Nếu mà mọi người muốn lấy bằng cái bàn tay thì mọi người hãy ngắm. Ngắm cái vòng tròn chính giữa vào cái thanh này nè. Nhưng mà đùm đó. Để xem, ồ đây. Bụp. Không có vài điểm tôi hơi quên ấy. Tôi vẫn nhớ cái chỗ này, tôi vẫn nhớ mấy cái này. Bùm. Ok, chúng ta sẽ ngắm vào cái chỗ này và hồi open luôn đi. Nãy giờ chúng ta đã quay được 6 phút rồi đó. Đến. Hy vọng mình sẽ gặp được con hút dữ kì. Đây lần đầu tiên đây. Bạn cần này mà sao nó lấy thế này không biết. Tôi lâu quá thì từ tơi lại cho nên tôi quên rồi. Âm thanh cũng hơi kinh dị một chút. Sao hết. Yeah, tôi đã có bằng cái màu đỏ. Nếu chơi cùng bạn nữa mà ở mấy tập sau có ngày tôi sẽ quay chơi 40 luôn nha mọi người. 40 luôn nha cho anh em. Vì nghĩa anh em cái chắc bằng lâu nha mọi người. Tôi nhớ cái này. Tôi sẽ bật lên một cái đèn cho nó chắc nha. Tôi bật đèn kia rồi mà vẫn thấy sợ sao á. Ở cái đèn này bị hư rồi, không sao. Không sao. Tôi bật nó lại sợ tí nè. Gì vậy? Yes, một cái đầu tiên. Nhưng mà thì đi cái thứ hai. Nó ở ngay đây. Đây. Đúng rồi. Ở đâu vậy? Chỗ nào vậy? Tôi quên mất chỗ rồi. À chỗ này. Đừng đi sai đường nha. Đi sai đường là mệt lắm ạ. Mình đến chỗ sản xuất rồi. Hello. À đúng rồi, mình phải sửa điện. Trời, hơi sợ. Sao sao?
Hello, lắc rồi. Okay. Tôi sẽ mở ánh sáng lên nha. Ánh sáng, mở lên. Phải, cái này đúng không? Đúng rồi. Tôi cũng hơi sợ đi mọi người. Tôi sẽ mở, để cho chút nha, tôi mở cửa ra chút xác. Ok, có phòng kín. Đá thì hơi sợ đấy mọi người. Sợ mà cũng dám chơi. Ok. Dễ. Rồi, nó lát rồi. Còn lúc kia nữa. Ảo ma Canada, Nobita còn người đã xui ca siêu. Suzuka lái xe Honda đến Canada là ma. Sợ lắm anh nhờ. Sao mà ảo thế? Ảo ma Canada, Nobita cũng vậy đó, Shizuka. No. Còn gì nữa đâu mà khóc. Mình nghĩ là một hơi bây giờ thì chúng ta sẽ chơi cùng đồng đội nha mọi người. Cho nó về mình chút xíu. Ôi ơi. Chơi cùng đồng đội luôn đi cho nó khỏi nhiều, phải tốn nhiều thôi, nhân nhiều tập. Yeah, mình cùng bạn này nhé mọi người, mình cùng bạn này. Đi khắp nơi thì giờ mình đi cùng bạn này nha mọi người. Đi chơi một mình thì hơi. Sao đâu ngay? Ủa, hết gì mình vào nữa rồi. Tôi vào à. Ảo ma Canada. Ồ, mình cùng bạn gái. Ồ, bạn này là người nước Nhật. Không ạ, bạn này là người nước ngoài. Nước ngoài nữa nè. Không vào được đâu, mình cùng bạn này đi. Hát. Rồi, sao bạn lấy ra. Hello. Rồi, sống phong phong chất. Cái đời. Cả đời chỉ có ăn mặc mà thôi. Yeah. Chúng ta đã có thêm một người nữa rồi. Chúng ta sẽ cùng ba đội chúng ta đi cùng nhau. Yes sir. Bùm liền chapter 1. Mình cũng không nổi sợ vì mọi người luôn nha. Mọi người có cái xem thôi đó.
Thôi kệ đi. Wonderful. Chúng ta bắt đầu. Bình tĩnh nào. Ok mọi người ơi, đi qua đó này. Không, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Điều kiểu như mấy bạn này không có ai, không có chưa chơi gì nào ấy. Bảy ba bốn sáu, bảy ba bốn sáu. Oh yeah, tôi có rồi. Tôi còn chưa nhấn vào nó mà nó đã có. Không nhớ nữa nha. Kiểu như chưa chơi bao giờ. Ma Canada Nobita con người đã Suzuka Suzuka Bali Man. Ấm ba la cánh cửa mở ra. Ảo quá. Mọi người ơi, mong cô cần phải phối hợp. Phối hợp đồng đội chứ. Đồng đội mà. Đội cùng nhau là phải phối hợp cùng nhau. Bạn kia đâu rồi? Trốn rồi à? Mày vẫn còn ở đây nè. Bạn kia trốn lâu rồi. Ok. Dằn chỗ trước luôn. Bắn đi. Ok. Trời, ra định cho mấy bạn này khổ quá. Ra đây, ra đây. Số nào đang được tình nghĩa, tình nghĩa anh em cách chắc bao lâu đi cùng tôi hoàn quản thoát rồi mới còn mỗi mày mặc tên này thôi. Nếu mà tình nghĩa anh em cách chắc bao lâu hay sao bạn này bấm cho mình đúng rồi. Bạn ơi, lên, nơi nào. Bùm, bùm. Xong. Ô bạn này đẹp phết.
Lúc này là cái bàn tay này. Lâu dài bàn tay. Nào nào bạn, kinh nhé anh em phải chấp bao lâu nào. Ui! Mà nó có biết chờ không hả? Ôi, bạn này biết chơi, bạn này biết chơi. Ngon ngon ngon. Nè bạn, bước đi sai đường nha. Gì nào bạn? Giờ này ở mà Canada thế. Nhảy. No! Ảo quá. Bạn ơi bạn ảo quá. Hấy dò. Yes. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Mọi người thấy hay thì đăng like, đăng ký kênh để mở khóa tập tiếp theo nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.